Bao giờ ra 22TF? Không biết, không biết. Đầu tháng 7. Đầu tháng 7. Thường là bây giờ các server nó chỉ update cách nhau khoảng một tuần. Nhiều lắm thì 3 tuần. Đấy. Thường là một tuần. Cho nên là tôi nghĩ là hết giải FPVL nó sẽ up thôi. Còn cụ thể ngày nào thì ai biết được. Các ông, người ta cũng chỉ có thể sâu chuỗi về vấn đề gọi là thông tin lịch sử thôi, về mặt lịch sử thôi. Còn nó cụ thể như nào, Thánh, các ông cứ hỏi làm khó tôi ra. Trả lời sai thì cũng không hay, mà trả lời đúng thì nó cũng chỉ là ăn may thôi. Mà lại mang tiếng người nhà gà rán rồi các thứ. Thế ông gà rán thì ông bảo là không biết là ông Bình nghe thông tin ở đâu mà tuồn ra ngoài các thứ. Cái ông người chơi thì bảo đúng là cái thằng người nhà gà rán, ông nói khổ, tiếng xấu muôn đời. Cứ làm khó người ta làm cái gì mà lại chỉ là kiểu nói kiểu ăn may nói mò thôi. Có biết chính xác đâu. Nói mò mà lỡ trúng là còn hại hơn là nói mà sai. Khó không? Cứ làm khó người ta thôi đi anh em.